Mời bạn nam. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào các quý vị khán giả. Chào bạn. Bạn tên là gì? Em xin giới thiệu là em là Trần Hữu Hùng. Em nay là 31 tuổi. 31, làm nghề gì bạn? À, em làm quản lý một công ty bất động sản đó. Rồi, mình sẽ nghe bạn nữ bên kia giới thiệu. Em tên là Nguyễn Minh Hảo, năm nay 27 tuổi, hiện đang làm nhân viên phòng cung ứng vật tư ở công ty Century PepsiCo Việt Nam. Hả? Quê em ở đâu? Dạ, nhà em ở đây, nguyên quán ở Quảng Nam. À, em có những cái sở trường gì không? Sở trường của em thì vui vẻ, tính hòa đồng, cũng thích mấy hoạt động ngoài trời, ví dụ như bạn bè, họp hành, cà phê, cà pháo, đồ này nọ. Những điểm yếu của mình? Hơi lười thể thao. Mình có mấy mối tình rồi? À, dạ, hai chiều thì được ba mối. Hai chiều, còn một chiều? Dạ, một chiều thì chắc nhiều lắm đó. Một chiều là chiều đi hay chiều về? Dạ, cả hai luôn, chiều đi cũng vài cái, rồi chiều về cũng vài cái. À, bạn trai bên kia làm sao? Em thì hiện tại được hai mối tình rồi. Mối tình dài nhất là bao lâu bạn? À, hai năm. Hai năm. Ủa, quê em ở đâu vậy? À, quê em là ở Nghệ An ạ. Nghệ An. Tại nghe cái giọng lạ lạ. Là ở đâu bạn? Nam Đàn á. Nam Đàn là quê Bắc đúng không? Quê Bắc luôn á. Dạ. À, bạn vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Em vào từ năm 2004 đến giờ. Rồi bây giờ chuẩn bị nhà cửa gì chưa? Dạ, cũng đang chuẩn bị. Được bao nhiêu phần trăm rồi? Được khoảng 40%. 40%, còn 60% nữa là có nhà đúng không? Dạ. Rồi nếu như chúng ta lấy vợ thì mình sẽ cưới vào năm nào? À, nếu được thì cưới năm nay luôn. Đồng lẹ vậy. Nôn quá vậy. Bên kia nghe chưa? Bên kia nghe chưa? Dạ, khoảng nghe, thấy bên kia khoảng 3 tháng nữa cũng được ạ. Ờ, mà sao nôn lấy vợ vậy? Ở nhà này cũng khoảng cứ một tuần là có bố mẹ cứ gọi vào nói là tình hình sao rồi con. Tình hình là con đang đăng ký chương trình thôi ạ. Bố mẹ bạn là vẫn còn ở ngoài quê hả? Dạ, ba mẹ đang ở ngoài quê ạ. Bên này sao 3 tháng nữa đám cưới được không em? Dạ từ từ chị. Dạ em muốn bao lâu? Mình trả giá nói đi. Nói chung thời gian không quan trọng, quan trọng là hiểu thấy ok thì cứ. À, vậy là hiểu một tháng cũng được rồi. Phải không? Dạ. Em ơi, lấy nhau thì em muốn có mấy người con em. Dạ tùy hứng. Trời ơi, cái tùy hứng này mệt rồi nha. Em gái bên kia ơi, em muốn mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Dạ, mẫu người lý tưởng của em cần một người biết lo lắng cho gia đình, chín chắn, cũng có thu nhập để có thể lo cho gia đình, con cái. Về bản tính thì đừng có nổ, đừng có sĩ diện. Bây giờ tôi hỏi lại là 40% là chắc chưa hay là nổ? Chắc à. Chắc, cái này chắc thiệt. Tại vì em mấy mối tình của em thì cũng liên quan tới cái vụ nổ rồi, cho nên là em biết ai nổ. À, cái nổ ra còn cái điều gì mình không thích ở người đàn ông nữa không? À, đừng có ham chơi quá, bạn bè rồi đi chơi đồ này nọ, về trễ về khuya bỏ vợ con nhà thì em thích. Mình đi môi giới rồi mình có ăn nhậu hay đi chơi đêm hôm khuya rồi gì không bạn? Trước thì có nhưng mà giờ thì cũng hết rồi. Tại cũng bị đau bao tử nên là hạn chế không nhậu nữa. Cũng không tốt lành gì ha. Bệnh này bác sĩ chê. Tại đau bao tử mới nhịn á. Bạn nữ mình có những cái tật xấu gì không? Mình cứ phơi bày ra hết. Dạ, tật xấu của em thì nhiều khi cũng hơi khó tính. Nhìn gì cũng chê hết. Ví dụ như nhìn người khác thì thấy ôi cái thằng này nó nhỏ tuổi quá, nó nít quá thôi không chơi. Rồi nhìn người kia thấy ông này ông già quá thôi không hợp. Rồi mấy người nữa thì nhìn mặt trai này dê quá thôi không thích luôn. Trời đất ơi. Gặp ai cũng chê hết trơn. Vậy là nguyên nhân sao em ế em biết không? Dạ biết. Nhưng mà sửa khó lắm chị. Mà thật sự bây giờ đã muốn lấy chồng chưa, hỏi thiệt. Thật sự là cũng ba má nhà cũng nôn, cũng hỏi hoài hả. Nãy giờ em cảm nhận anh bên đây thế nào? Dạ anh Vinh nói cũng ít quá cho nên cũng chưa đánh giá được gì hết trơn. Nói nhiều chút xíu đi em, nói nhiều lên chút xíu nói đi. Nói gì cho em Vinh nó cảm nhận được coi. Nói nhiều là khác nha, mà nổ là khác à. Hát bài hay là đọc thơ là gì đi. Em hát một bài nhé. Bài đúng hát rồi bài đó. Đi, vỗ tay. Sử dụng rồi. Em không nhớ lời, em nhớ lời. Rồi vậy đi. Có chút bối rối, chạm tay anh rồi, vì anh đang mơ giấc dịu dàng. Có chút tan vỡ, chạm môi anh rồi, vì em yêu, chỉ yêu mùa ghé thôi. Có chút thương nhớ, làn môi nhẹ nhàng, khi em yên say trong giấc. Hết ạ. Sao em cảm nhận được giọng nói, giọng hát ngọt ngào chưa? Dạ, giọng hát cũng ok. Ấm ha. Dạ. Bây giờ anh hỏi bạn trai nè, bạn cần tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? À, chỉ cần một người là biết nấu ăn. Người cao thì cao khoảng 1m57 trở lên là được rồi. Hiền lành. Giờ em có tật xấu gì, khuyết điểm gì, ưu điểm gì nói cho bạn gái mình kia biết luôn. Em thì có một cái điểm chung giống bạn gái đó là thích đi du lịch. Rồi về tật xấu thì hay ngủ nướng. Cái này có vợ không sao, kêu vậy. Còn gì nữa? Ưu điểm thì thích chơi thể thao.
Mày mốt rủ tập cho cô này đi với nha. Cô này là không có thích chơi thể thao, lười thể thao. Mẫu hình lý tưởng của em có thể giống một ai hay không? Mẫu hình lý tưởng của em thì giống chị Cát Tường. Qua liền. Tại là... qua liền. Qua coi liền. Tại em thích cái nền má lúm đồng tiền của chị ấy. Khó kiếm lắm em, không đụng hàng lắm em. Dạ. Yeah. Mặt dễ thương quá ha. Đẹp trai mà. Ủa mà làm gì phải 3 tháng lấy vợ lẻ vậy? Dạ em ngôn lắm đó chị. Ngôn lắm hả? Dạ. Rồi chừng nào đẻ con? Chắc lấy nhau vài tháng đẻ luôn. Trời ơi. Chắc không? Chắc. Thôi đứng lên xem vòng vòng thử, vòng giống thử được. Trời ngon. Ngon. Tướng ngon bên đàn trai khỏe re. Được, tại vì mình muốn kết hôn đẻ con liền mình phải nhìn trên dưới đồ coi sao chứ. Em trai khoe chứng nhận liền. Gì vậy? Khoe liền. Đi qua gì? Ngứa quá, thằng này ngứa quá. Cãi thử coi em, cãi thử coi. Ngứa quá đó. Sao mà cái vụ chứng nhận này là sao vậy? Nhẫn này là phong thủy gì em đeo cho nó. Hộp màu vàng hả? Đeo cho nó chiếu chiếu chơi, lâu lâu ngứa gãi chơi mà. Ừ. Mai có chiếc ngứa mượn cho may mắn đó chị, cho lấy được vợ. Em. Dạ. Em có thích đàn ông hói không? Hói hả? Bạn trai cũ em cạo đầu luôn. Cạo đầu là khác mà hói là coi như hói quá cho nên cạo luôn. Cho nó không được gì đúng không? Không sao, anh này chưa có hói mà tương lai sẽ hói. Vậy hả? Dạ. Hói là mà hói. Em nữa ít tóc chứ không phải hói. Ít tóc nè, là mai mốt hói với Linh gì đó. Hói bóng bóng gì anh hói đâu. Dạ hỏi thiệt, còn có người mình có khuyết điểm gì nữa không? Nói thiệt đi. Khuyết điểm thì hơi gia trưởng tí. Thôi bỏ rồi đi. Gia trưởng mà... là sao? Ví dụ. Hay sai vặt. Là cái ngồi nằm chỉ tay năm ngón, chỉ em lấy giùm anh chai nước. Phải không? Dạ, kiểu rồi, em lấy anh bộ đồ đi tắm, đồ kiểu dạng vậy phải không? Nhưng mà em vào trong này em sống rồi học tập thì học cách người Sài Gòn nên cũng đỡ thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Mai mốt lấy nhau về tiền ai giữ? Tiền giờ giữ. Chắc không? Được. Chắc không? Rồi vậy được rồi. Được. Mấy cái vụ hói bỏ qua hết. Có cái vụ tiền vợ giữ là được. Hói lắm hả chị? 10 năm nữa. Giống như anh Quyền Linh vậy đó. Hello. Dạ chào anh. Chào em. Anh này đẹp trai lắm. Bảo đảm em thấy là cái vụ hói cũng bỏ qua luôn. Tiền ảnh giữ cũng được. Anh cũng hiền, nhìn hiền lắm. Dạ, nhìn bảo, em thấy hiền không? Bảo đảm với em, nãy anh nói anh gia trưởng nha. Nhưng mà anh nhìn hai người anh đoán á, nửa về em gia trưởng hơn ảnh á. Trời, hy vọng vậy. Thiệt, anh này anh hiền, nhìn mặt cũng hơi dạy gái chứ. Em thích trai nào dạy gái không? Thấy không? Dễ sai đúng không? Dạ. Nay mình đi có ai đi theo ủng hộ không? Dạ, có mẹ với em gái. Dạ, chào cô. Mình là má của Hảo, Hảo là đứa con thứ nhì. Nói chung là cái chương trình này mình rất là thích vì nó có rất là có ý nghĩa, rất vui. Tại vì các bạn đã làm được một việc mà người trong cuộc chưa làm được, nghĩa là kết nối họ lại với nhau. Cũng rất mong là qua cái chương trình này là mình sẽ duy trì được nhiều hơn nữa, lâu hơn nữa. Và để đó là cái cầu nối để cho những cái trái tim mà còn lang thang ở đâu đó chưa tìm được bãi đáp. Cảm ơn cô. Cuối cùng là cũng xin cảm ơn chương trình và các anh chị biên tập viên. Và cảm ơn tất cả các khán giả đã có mặt ở đây. Cô cảm giác cuộc nói chuyện nãy giờ thấy gọi là con trai, con rể lý tưởng của cô, tương lai cô thế nào ạ? Ngoại hình được. Mình thích cái ngoại hình này từ lâu rồi. Được rồi. Điểm cận luôn. Hảo trước đây nó cũng có mấy người bạn, nhưng mà nói chung là cái nhìn đầu tiên là mình không có thích. Nhưng mà từ nãy giờ là thích cái ngoại hình này. Quê bác lại càng thích hơn. Dạ. Tại vì mình rất thích đi về quê bác một lần, nhưng chưa có dịp nào để đi cả. Vậy để bữa nào con mời cô về nha cô. Rất sẵn lòng, rất sẵn lòng. Nếu mà được quen Hảo thì con xin chăm sóc tốt cho em. Dạ, cảm ơn cô. Còn bạn này đi với ai? Đi với một anh đồng nghiệp ạ. Lúc nãy giờ em ngồi đây thì em cũng nhìn rất là kỹ ở chỗ bạn, đối tượng của bạn em. Dạ. Thì em nhận xét là cũng trên 90% là chắc chắn bạn em sẽ đồng ý. Tại vì cái mẫu hình lý tưởng này là bạn em đã theo đuổi rất lâu rồi. Bạn em rất là khó tính. Hồi xưa em rất là gia trưởng, nhưng mà do Sài Gòn được huấn luyện theo cái địa phương này, đâm ra là giờ cũng rất là dễ tính rồi. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Mình kéo màn lên, hai người gặp mặt, họ chuẩn bị. Kéo màn lên. Kéo màn lên. Cảm nhận anh thế nào? Dạ, cũng đẹp trai. Tướng đá cũng ok. Dạ. Anh không biết tại sao cả. Đó, bắt trước anh Quyền Linh chứ gãi rồi chứ sao vậy. Nhưng mà anh thấy em rất là dễ thương. Dạ, ai cũng nói vậy. Em quan niệm như thế nào về tình yêu? Dạ, yêu thì phải quan tâm, chia sẻ, phải thật lòng.
quan tâm chia sẻ, với hai nữa là phải sự chung thủy. Dạ, yeah, phải tôn trọng nhau nữa nha. Em hỏi anh gì đi. Có sợ anh gia trưởng không? Anh sai rồi đó, sợ không? Dạ, gia trưởng thì em không có thích, cho nên là ai gia trưởng là em gia trưởng hơn. Bây giờ mình điều đình cái gặp mặt nhau rồi đó, có cảm xúc với nhau rồi đó, mình điều đình cái vụ ngày cưới thôi coi sao. Trao đổi thôi coi cái gì. 3 tháng, 6 tháng con có mẹ rồi đó, em ngồi đây nó luôn đi. Nếu có xác định rồi em khi nào em cưới được? Dạ em thấy ba má em quen nhau có 6 tháng là cưới rồi. Dạ, mình một nửa được không, 3 tháng em được không? Em thì nói chung là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng gì cũng không có quan trọng. Quan trọng là hiểu rồi á, thấy hợp rồi á, mà cảm thấy là ở được rồi đó thì là cưới thôi, chứ không quan trọng thời gian. Nhiều khi quen 2, 3 năm, 1 tháng hay là 3, 4 tháng mới gặp nhau một lần thì cũng có hiểu gì đâu mà cưới. Kiểu vậy á. Nè, chứ mà em quan trọng chất lượng hơn là số lượng. Thì hôm nay gặp ở đây thì cho nhau cái duyên để mình tìm hiểu nhau thêm em ha. Dạ. Nào, chúng ta sẽ chuẩn bị. Các bạn suy nghĩ thật kỹ. Bây giờ mình trao đổi với nhau rồi ha. Bấm nút hay là không bấm nút, quyền của các bạn. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hai bạn có thể nắm tay nhau để cảm nhận về nhau trong ngày trọng đại hôm nay. Đây là những chiếc vé xem phim. Mong rằng các bạn sẽ có thời gian thật là lãng mạn để tìm hiểu kỹ hơn. Và những lời nói ngày hôm nay chúng ta nhớ nha. Trước mặt người lớn, trước mặt bao nhiêu người. Chúc các bạn sẽ có một tương lai hạnh phúc. Gửi tặng hai bạn nước xịt ở miệng thảo dược Relax. Anh thấy là chàng trai này hơi dễ thương đó. Dễ thương đó. À, cố gắng giữ nha bạn nha. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc. Nãy giờ anh đoán được cô bên này bao nhiêu tuổi chưa? Hai em lên 2 tuổi nha chị. Ủa là sao? Là 37 á. Sao tự nhiên đoán người ta càng ngày càng lên vậy? Các tường và Nguyền Linh đã thành công ở cặp đôi đầu tiên ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hả màn. Mời bạn nam. Rồi, chào anh. Ngồi đi anh. Chào chị Cát Tường. Chào bạn. Mời bạn nữ chúng ta bước ra sân khấu. Rồi, mời chị ngồi. Chào Cát Tường, anh Nguyễn Linh và quý khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Chào bạn. Bạn có thể giới thiệu sơ về lý lịch của mình? Mình tên là Tuyết Trang, hiện là nhân viên văn phòng. Quê mình ở đâu ạ? Ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Rồi, bạn trai quê mình ở đâu? Dạ, nhà em ở Sài Gòn chị. Công việc mình là gì? Em giao cho anh cầm công ty khí hóa lỏng. Anh bao nhiêu tuổi? Em 30 cộng thêm giáp nữa chị. 42 tuổi hả? Đúng rồi. Bây giờ anh có điểm mạnh, điểm yếu gì anh giới thiệu cho bạn gái bên này nghe với. Điểm mạnh cũng không có, mà điểm không có mà chị ơi. Chứ anh có cái gì? Em nhát lắm. Nhát hả? Dạ, rung nữa. Rung. Anh có thể kể sơ chút xíu về tình sử của mình không anh? Lý do tại sao 42 tuổi giờ vẫn ế? Không, em có gia đình rồi mà chia tay thôi. Có cháu nào chưa anh? Dạ chưa chị. Mình chia tay lâu chưa? Chia tay này 8 năm rồi. Tại sao 8 năm nay không có ai vậy anh? Không biết ai nghe sao, nghe tới tuổi em là nó chỏ chạy hết rồi chị ơi. Là tuổi gì, con gì? Dạ, chú Sơn Lâm á. Tuổi con cọp hả? Mối tình mà lập gia đình với anh, với bà xã anh á, kéo dài bao lâu anh? Dạ, 120 ngày. Ủa lý do tại sao lấy nhau mà chia tay sớm vậy? Tuổi người đó nhỏ hơn em tới mười mấy tuổi lần anh. Rồi xảy ra mâu thuẫn thế nào mà mình chia tay? Nhà em cũng khó khăn quá nên ra về ở thời gian thì cũng chung cũng biết nên ra người ta không muốn ở nữa nên muốn đi. Nhưng mà cái công việc của anh như vậy có đủ lo cho con cái vợ con không? Thì em chung mà em cũng ít ngân xài lắm, nếu mà em cũng lo được. Dạ. Thế giờ anh ở với ai? Dạ hiện nay em đang ở với mẹ với ba. Rồi nếu bây giờ mình lập gia đình thì mình ở với ai? Ở đâu? Dạ, ở nhà em chị. Là ở chung với ba mẹ luôn hả? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ có mình em ở với ba mẹ, mấy người kia anh chị có gia đình hết, ở riêng rồi dạ, chị. Dạ, dạ. Bạn cảm nhận như thế nào về cái hoàn cảnh của anh nãy giờ anh đã kể? Thì nói chung lớn tuổi rồi thì cũng không sao. Tại vì cái lứa tuổi này rồi thì mình kiếm một người mà chưa lập gia đình thì chắc là cũng khó. Ủa em gái bên kia bao nhiêu tuổi rồi em? Bên đây đoán thử coi bên này bao nhiêu tuổi cho anh kia anh nghe giọng nãy giờ anh đoán thử. Đoán khoảng chừng 35 được không chị? Đâu dữ vậy? Bên kia nghe giọng khoảng 28-30 à. Mình nói chuyện một chút xíu nữa đi để bên kia họ tiếp tục họ đoán. Bây giờ mình giới thiệu về mình, chị có bao nhiêu mối tình rồi? Hồi nãy giờ mới có một mối tình duy nhất thôi. Một mối tình? Đúng rồi. Chia tay bao lâu rồi?
cũng 3-4 năm. Và tại sao mình chia tay? Nói chung là địa lý cách trở, xa xôi. Vậy là tình yêu chưa đủ lớn. Người đó ở đâu mà xa? Hà Nội. Em gái muốn tìm cái mẫu người yêu lý tưởng của mình như thế nào? Cái người đó phải có đạo đức, sống có trách nhiệm với bản thân cũng như là có trách nhiệm với gia đình. Cái đó em có rồi, được anh em ơi. Đừng có gia trưởng, nói chung là mọi cái tiêu chuẩn của những người phụ nữ thường là không thích cái người đàn ông gia trưởng nè, keo kiệt nè. Giờ mình lấy chồng mình có đặt nặng về vấn đề kinh tế lắm không? Nói chung cả hai cùng làm thì mình không có sợ cái vấn đề đó. À, nếu như bây giờ kết hôn mình phải làm dâu thì bạn có ngại gì không? Không sao. Không sao hả? Nữ công gia chánh mình như thế nào? À, ok hết, nói chung là tất cả công việc nhà gì cũng làm được hết. Nãy giờ anh đoán được cô bên này bao nhiêu tuổi chưa? Thôi em lên 2 tuổi đó nha chị. Ủa là sao? Là 37 á. Rồi sao tự nhiên đoán ta càng ngày càng lên vậy? Nãy 35, tại sao giờ đoán lên 37, lý do? Lý do nếu mà nhỏ quá thì không hợp với em. Tự vì em thích là người khoảng chừng 30 trở lên. Người lúc đó thì nãy xong đoán 32. Nãy đó là 35 rồi, giờ chứ 2 tuổi là 37 tuổi. Phụ nữ cho dù lớn tuổi mình phải đoán nhỏ nhỏ xíu. À, đó là tâm lý anh ha. Anh tìm người mẫu lý tưởng của mình như thế nào? Nói chung thì cái vẻ bề ngoài thì em bỏ qua, không qua đi. Em chỉ cần là thật thà, trung thủy, siêng năng là được rồi. Đơn giản vậy thôi. Như đó hả? Bao lâu nữa thì anh có thể kết hôn được nếu như mà mình tìm được người vừa ý? 1 năm nữa chị. Ủa sao trễ vậy? Thời gian đó để làm gì trong 1 năm đó? Thời gian đó nói chung thì cũng tìm hiểu rồi cho biết bên này với bên kia, anh em, anh chị, gia đình nào chị tới lui cho nó thân thiết rồi lúc đó 1 năm cũng được rồi chị. Dạ, yeah. Bạn thấy như thế nào về ý kiến của anh? Nói chung thời gian không quan trọng, mình thấy hiểu đạt cái đến mức mà có thể tới với nhau thì tới thôi. Anh có đi với ai không? Dạ em đi với bạn em. Bạn hả? Rồi, hỏi bạn chút xíu nào. Anh chơi chung với ảnh bao lâu rồi? Cũng từ nhỏ tới giờ. Từ nhỏ vậy là hiểu lắm đúng không? Rầm nhau lắm à. Tật xấu thì hầu như là bạn em có nhưng mà rất là ít, là chỉ có hút thuốc thôi. Dạ, bây giờ anh thấy cô bên này như thế nào ạ? Theo em thì em ghét rồi, nhưng mà quan trọng là bạn của em. À em ghét rồi, em ghét rồi dạ. Bạn em nô là do bạn em đúng không? Dạ. Em ghét rồi. À, mình có đi với ai không bạn? Có chị. Dạ, chào chị. Mình là chị ba của Tuyết Trang. Chị thấy cái anh bên bển thì sao ạ? À? Nói chung là ở tuổi này thì hai cái tuổi này thì nó cũng cân xứng với nhau. Dạ. Lớn tuổi rồi thì mỗi người nó có một cái công việc ổn định, đến với nhau là tốt. Nhưng mà cái đó là cũng còn ăn thua là cái duyên nợ nữa. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Bạn trai nói rồi, rồi chị của chị gái kia nói rồi, mình chào anh. Chào chị Tơ. Dạ. Anh thấy có duyên chưa? Không có rồi đó. Có rồi, có nợ chưa? Nợ thì từ mới có. Mượn qua mượn đi. Để chút nữa mượn rồi em bây mượn. Bây giờ anh hát bài tỏ tình với chị được không? Dạ được. Rồi, anh hát bài đi, em về em nói tốt cho anh. Bằng lòng đi em về với quê anh, một cùi lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh hoa trái đưa hương, thuyền ai qua sông dòng hò mênh mông. Em hát giả đúng không chị? Không được, chủ yếu là ý nghĩa. Ý dạ, nghĩa đúng. Rất là có ý nghĩa. Cảm ơn chị quá khen nha. Dạ. Bây giờ mở màn lên để hai người có cảm nhận đầu tiên với nhau. Tôi cũng chưa xem mặt luôn, để xem cô gái kia thế nào. À, là Linh không coi mặt luôn không hả? Không coi luôn. Ồ, ghê nha, ghê. Ê, nha. Có gì bác Linh đền nha. Hả? Trời. Nào kéo màn lên để xem bên đàn trai khoan nhìn nha. Rồi đoán đi. Chào cô gái. Chào anh Nguyễn Linh. Chào em. Dễ thương lắm. Hồi hộp không? Dạ cũng hồi hộp. Bây giờ anh nói anh yêu em đi. I love you. Rồi quay qua nói liền nha. Nói lớn lên rồi bắt đầu mở mắt ra nha. 2, 3, nói. I love you. Anh yêu em. Anh họ anh đoán tuổi cổ đi, giờ anh nhìn rồi đó. Em đoán dở lắm chị ơi, nhờ không giờ biết đoán. Giờ đoán thì hỏi thật cổ đi, đoán lần cuối đi rồi cổ nói cho nghe. Thôi hỏi luôn chứ em không đoán nữa đâu. Em thấy anh tuổi giống khuôn mặt anh không? Có khác chạm là giống nha. Dạ thì cái tuổi của anh thì cũng đúng tuổi. Đâu có đâu, em thấy hơi già hơn chút. Hơi già. Cảm ơn chị nha. Thôi em nói em anh nhiêu tuổi vậy? À, em cũng bằng tuổi anh. Bằng luôn hả? Dạ. Giờ là hai anh cọp luôn rồi. Dạ đúng rồi. Mà anh đi làm vậy là ngày chủ nhật vẫn đi làm luôn hay sao? Thì một tuần anh được nghỉ ngày, bữa nào cũng được, tháng nghỉ 4 ngày, tuần nghỉ ngày. Ừ. Rồi anh sắp xếp thời gian sao mà hẹn hò? Thì hẹn hò ví dụ mà khi nào có đi chơi thì anh xin phép nghỉ. Ví dụ mà hôm nay chủ nhật em có nghỉ không? Dạ có. Thì chủ nhật em có nghỉ thì mình đi chơi. Em có thích đi xem phim hay cà phê gì không?
Em thích xem phim, du lịch, nói chung là sở thích rất là nhiều. Thích đi chùa không? Đi chùa thì không có thích lắm, nhưng mà đi thì cũng được. Quen bạn gái mà đủ đi chùa. Chưa cầu duyên, cũng được không anh? Tức là nhưng mà người ta đi chơi trước đi, dạ, đi dạ. Chùa sao? Bây giờ anh cố gắng hết sức bình sinh của anh, bao nhiêu năm nay anh nói một câu gì thật hay với chị. À, biết nói sao luôn. Nói mới nổ quá em nghe. Anh có thích người đối diện không? Dạ cũng hết thích. Thích nhiều không? Dạ nói những chung mà nói nhiều thì cũng không được, phải khoảng chừng 80% là được. Còn 20% là để thời gian. Tức là thích 80% mà đúng không? Dạ đúng rồi. Anh có sợ người kế bên không đồng ý với anh không? Dạ cũng sợ. Cũng có cũng sợ. Như vậy được rồi. Đó, ảnh đó là những cái gì hết sức là thật của ảnh đấy. Chị có gì muốn nói với ảnh nữa không? Nói chung á là em cần cái là khi mà tìm hiểu á thì anh phải chủ động. Chứ là em dứt khoát không có cái chuyện đó. Phái nam là phải chủ động, em có cái suy nghĩ như vậy. Được không anh? Dạ được anh. Hết thời gian, vậy đi. Quan trọng là do hai người quyết định. Đây nào. Chỉ mới là những cảm nhận đầu tiên. Anh để tay vào nút bấm. Chúng ta hãy suy nghĩ, lắng động và xem trái tim của chúng ta đã có nhịp đập nào nó khác bình thường chưa. Cho nhau một cơ hội. Đếm đi chị. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Chị bấm rồi anh. Tôi cũng lo lắm. Khi nãy thật sự anh chia sẻ là Linh có hỏi anh là anh có sợ khi chị không bấm không? Anh nói sợ lắm. Lúc đó thật sự là Mình lo lắm. Đây là những người mà tôi muốn rằng cái tin vui nó sẽ đến thật sớm. Bởi vì chúng ta cũng không còn thời gian nữa. Hãy cố gắng tìm hiểu thật sâu. Và hãy cố gắng đến với nhau thật sớm. Để chúng ta trao nhau những cái hạnh phúc mà có thể chúng ta đã mất mát một thời gian khá dài, nhanh là 8 năm rồi. Chị là cũng nhiều năm rồi đúng không chị? Mong rằng đây là chiếc vé xem phim, nó sẽ tạo điều kiện cho anh chị đến gần nhau hơn. Nào, hãy nắm tay nhau. Cảm ơn Quỳnh Linh, cảm ơn nhiều. Nắm tay nhau thật chặt nào. Chị nắm tay nhau đi ạ. Để tặng anh chị nước thịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai anh chị sẽ sớm góp gạo để thổi cơm chung. Đó là thật sự cái điều mà anh Quỳnh Linh và các Tường rất là mong muốn, cũng như tất cả mọi người làm chương trình. Anh ơi. Dạ. Anh nhát quá nha, anh phải mạnh dạn lên nha anh. Không nghe má cũng được. Trời ơi, ông này ông ghê lắm nè. Ông nói, ông không nói mà ông làm là ông làm. Hả? Canh nãy giờ luôn. Trời ơi. Đợi khúc này luôn. Hả? Đợi khúc này. Đợi khúc này hả? Hy vọng rằng hai người sẽ tiến tới xa nữa nha. Tôi lo cặp này lắm luôn á. Cảm ơn anh nha. Rồi, chúc hai người hạnh phúc. Rồi, cảm ơn các bạn. Dắt đi chậm chậm thôi nha anh. Hãy nắm chặt tay, đừng buông chị ấy ra nha. Hello mọi người, mình là Mai Sơn. Hãy tìm mình trên Speak Couple nhé. Có mấy mối tình rồi? Dạ, từ nhỏ lớn thì em chưa có mối tình nào à? Chưa có luôn hả? Dạ đúng à. Thiệt luôn á. Lý do sao vậy em? Lý do là tại vì cái nghề nghiệp lại với lại cái quá trình học hành, học tập của em á thì có ít bạn nữ lắm. Thì Hồng Vân chỉ ngạc nhiên. Chào em. Dạ, chào 32 tuổi mà chưa có mối tình nào chưa hết. Chưa có mối tình nào luôn hả? Dạ đúng à. Giữ gìn tới mức đó luôn á hả? Em có thích con gái không? Em có thích con gái luôn. Dạ thích chứ. Mời nhà trai. Rồi, chào em trai. Ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Bên hàng rào kia đã có em gái. Mình giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe nha. Dạ. Bắt đầu. Dạ, em tên là Trần Thành Nhân, năm nay 32 tuổi, hiện sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhân làm gì ở thành phố Hồ Chí Minh? Em là giám sát kỹ thuật cho công ty cổ phần Eurowindow. Mình giới thiệu về mình đi em ơi. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Vũ Thường, năm nay em 33 tuổi ạ. Em đến từ thành phố biển Cam Ranh, Khánh Hòa. Và hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm nghề gì? Dạ, hiện tại em đang làm thu ngân kế toán tại nhà hàng Phương Cư quận Nhất ạ. À, bây giờ thì em hãy giới thiệu một chút xíu về ưu điểm khuyết điểm cho nhà gái nghe đi.
Ưu điểm của em thì ít nói. Một số tật xấu em là có em có hút thuốc. Em có nhiều ưu điểm gì nổi bật không? Ưu điểm của em là hiền lành nè. Em thích ca hát. Như đó cũng đủ rồi, hiền lành nè, ít nói nè, thích ca hát là cũng dễ thương rồi ha. Mà hồi nãy bạn nói bạn có hút thuốc mà mình nghe không rõ là bạn hút một ngày khoảng bao nhiêu gói ạ? Mình hút ít à bạn ơi. Ít là bao nhiêu bạn? Ngày có 1-2 điếu thôi à. À dạ. Một sáng như buổi trưa thôi. Mình nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là em rất là vui vẻ học bác. Điểm yếu của em là khó tính với lại hơi thẳng tính một chút xíu ạ. Bực bội là nói liền đó chứ không có để bụng đúng không? Dạ. Em có những cái tài lẻ nào không? Em rảnh là em thích theo ạ. Dạ. Em theo tranh ạ. Ok. Rồi em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình rồi ạ. Em lấy chồng năm em 21 tuổi ạ. Dạ. Tụi em ở với nhau được 1 năm em chia tay rồi ạ. Em có con chưa? Dạ chưa ạ. Dạ. Rồi mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai là em mới quen năm 2018 ạ. Và cũng được 1 năm và chia tay rồi ạ. Lý do? Bất đồng quan điểm nhiều, không hợp với nhau về sở thích với lại quan điểm sống ạ. Rồi. Bạn trai ơi. Dạ chị. Bạn có mấy mối tình rồi? Dạ từ nhỏ lớn thì em chưa có mối tình nào ạ. Chưa có luôn hả? Dạ đúng ạ. Thiệt luôn á. Lý do sao vậy em? Lý do là tại vì cái nghề nghiệp lại với lại cái quá trình học hành học tập của em á thì có ít bạn nữ lắm. Ra làm thì ở ngoài công trường nhiều. Thì Hồng Vân chỉ ngạc chào nhiên em. Dạ chào 32 chị. Tuổi mà chưa có mối tình nào chưa hết. Chưa có mối tình nào luôn á hả? Dạ đúng ạ. Giữ gìn tới mức đó luôn á hả? em có thích con gái không? Em cũng thích con gái luôn. Dạ thích chứ. Có thể chứng minh được mọi người là để cho thấy là em thích con gái. Thì thích con gái thì mình thích thôi anh. Phải có một lý do nào đó mà bạn giờ này bạn mới chưa có. Đúng rồi, 32 tuổi. Có thể là do gia đình, do ba mẹ. Tình cảm nào đó đồng ý, hay là bạn lo học hành quá hay bạn lo sự nghiệp quá này cái nọ mà bạn chưa có bạn gái đúng không? Dạ đúng mà. Lý do nào là lý do chính đáng nhất mà sâu xa nhất? Có thể mình em là quan trọng nhất là sự nghiệp trước à. Anh hỏi nè, có khi nào em chợt thấy thích một cô gái nào đó chưa? Chợt thích nhưng mà cũng chợt quên à. Tại mình không có tiếp xúc nhiều á. Kỳ vậy ta. Tưởng tượng em coi phim cái em thích cô này, em thích cô kia, em nói ỉ mai mốt bạn gái của em phải giống vậy đó. Minh Hằng. Minh Hằng. À tức là em thích cái mẫu người bạn gái của em là ở cái diện mạo bên ngoài là giống Minh Hằng đúng không? Nhưng mà còn về cái tính cách thì sao? Tính cách thì hiền lành, có lễ phép một chút. Thì chị hỏi nè, ví dụ bạn nữ bên đây nè, bạn đã có một đời chồng thì em có ngại vấn đề đó không? Không chị. Ba mẹ sao? Ba mẹ thì em cũng dễ lắm. Xem mắt đàn gái coi. Chứ đàn trai thật sự là tôi rất là bất ngờ đó. 32 tuổi luôn đó. Cũng cao ráo ha. Tướng cũng rất là man luôn. Mà không hiểu sao lại chưa có một mối tình vắt vai nào cả. Người ta mê Minh Hằng đó ông ơi. Chứ không phải mê Quyền Linh đâu. Chào con gái. Em chào thương. Đàn trai thấy đàn gái là dễ thương rồi đó ha. Đàn trai chịu đó. Em muốn một mẫu người đàn ông lý tưởng như thế nào? Dạ mẫu người đàn ông của em là cao 1m65 trở lên là được rồi ạ. Nhanh nhẹn, hoạt bát. Được bao nhiêu phần trăm em trai? Em nghĩ là 80. 80. 80 được rồi. Để mình hỏi ý kiến người thân đó nha. Em gái đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ và cô chú ạ. Với lại bạn ạ. Chào MC Hoàng Linh với lại cô Hồng Vân. Dạ. Bác cũng mong hai đứa có cơ hội đến với nhau. Bác cũng đồng ý. Con rể được. Tương lai của bác được không? Được. Có hợp với con gái của mình không? Được. Được luôn hả? Chú thấy sao chú? Cũng được ạ. Cũng được luôn hả? Vâng. Cả nhà đều được hết luôn rồi đó. Vậy là thông qua hết trơn rồi. Thông qua rồi. Bỏ phiếu rồi. Em trai đi. Với ai? Nhà em đi với mẹ và chú ạ. Cháu nhà của tôi thì nó rất hiền lành. Và đứng trước phụ nữ thì cháu nó không tự tin lắm. Bây giờ là hôm nay nhà tới đây thì cho hai cháu gặp mặt và hai cháu tự quyết định. Mẹ có ý kiến gì không mẹ? Mẹ nói về câu đi. Mẹ nói một câu đi mẹ. Gặp nhau rồi thì cũng biết nhau, mặt nhau. Lần này thì cho cháu hai đứa cũng có cái cơ hội để có thể tiến xa hơn. Yeah. Rồi vậy là ý mẹ cứ để cho các em tự quyết, tự chọn nhau đúng không ạ? Dạ. Trời ơi, nhà vậy ai cũng hiền hết trơn. Ai cũng hiền chứ, hai bên đều hiền hết á. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp nhau nha. Mở rào.
Bắt đầu đó Nhân nha. Bây giờ là chuyện của em đó. Chàng trai 32 tuổi chưa có mối tình dắt dai nào hết. Thì mình nhận quà. Mình nhận tranh trước. Ở đây rồi đây. Đây bên nhà gái đại diện nhận hoa giùm em. Dạ em tặng anh tấm tranh này do tự tay em thêu ạ. Dạ các bài thơ em tặng anh luôn ạ. Em nhờ anh đọc giùm em bài thơ này luôn ạ. Không có cái vòng để tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Trời, tôi ganh tị quá, đưa tôi rờ cái coi, trời ơi. Đẹp nè, quá. Gia đình nhà trai ông giàu quá đi ông Linh à. Đó là xính lễ sơ sơ thôi. Vài bữa tôi còn khá nữa. Chúc em anh đọc bài thơ của em nha. Dạ. Bài thơ có tựa đề là Hoa cỏ mây. Mây trắng bay đi cùng với gió, lòng như trời biết lúc nguyên sơ. Đắng cay gửi lại bao màu cũ, thơ viết đôi dòng theo gió xa. Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ mây, áo em sơ ý cỏ gặm đầy. Lời yêu mong manh như màu khói, ai biết lòng anh có đổi thay. Thơ này làm sao? Thơ này ý nghĩa gì nè? Nói cho bạn nghe thơ này. Dạ. Ai làm? Cái bài thơ này em chọn để tặng anh là cũng mang, cũng mượn cái ý nghĩa lời thơ để hỏi thăm dò ý anh luôn ạ. Thì qua đây anh cũng có bài hát để anh trả lời cho em luôn. Dạ. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây xếp thành lâu đài, đợi chờ gì, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làng tóc, đợi một ngày không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ai đó, sáng trong ánh kinh cầu xa, cho nên cho dù ngàn năm qua, tình vẫn không đổi thay. Hay, không, giọng nam hay quá. Dạ, có lẽ em quên, xin lỗi chương trình. Dạ. Nhân em hát bành hồi hộp quá. Tim người ta loạn nhịp rồi, sấm sét nổ ra rồi, người ta không nhớ nổi lời đâu. Ngồi tâm ngồi sự xuống đi. Đó, các bạn tâm sự với nhau đi. Em hiện tại ở đâu em? Em hiện tại đang ở ngoài Thủ Đức ạ. Thủ Đức hả? Anh ở quận 8. Dạ. Thường cuối tuần em có rảnh không ạ? Công việc của em thì em làm việc ở nhà hàng cho nên làm ban đêm. Không có thời gian là nghỉ ngày nào, nhưng mà em sẽ cố gắng sắp xếp ngày nào cũng được, không cần phải cuối tuần ạ. Thì quan điểm tình yêu của anh á, thì trước là phải chân thành. Dạ. Trung thủy. Dạ. Mà mình phải có sự thẳng thắn nữa. Cái gì phải chia sẻ rõ ràng với nhau. Dạ. Em, ý em cũng giống ý anh vậy á. Chia sẻ để mình hiểu nhau hơn anh. Hẹn hò để mình tìm hiểu nhau thì cái thời gian nào là phù hợp với anh ạ? Anh nghĩ là 6 giờ 6 giờ mỗi ngày đều được với anh. 6 giờ sáng hay là 6 giờ tối? 6 giờ chiều á. Dạ. 18 giờ. Dạ. Mấy giờ mới vào ca? Hả? Dạ, tối đó. Dạ em thì 5 giờ em vào ca. Rồi thôi vậy chuyện 6 giờ sáng đi. Chuyện 6 giờ sáng đi. 5 giờ tôi vô ca rồi, 6 giờ anh hẹn 6 giờ đâu có được đâu. Mấy giờ sáng mới tan ca? Dạ khoảng 3 giờ thì em đi về ạ. 3 giờ tan ca. Hẹn 3 rưỡi đi. 3 Trời. Giờ rưỡi đi lang thang ngoài phố vắng. Còn không thôi vậy nè, mình tới 5 giờ sáng ăn sáng luôn. Mình tới đó mình ngồi ở cái chỗ mình trồng cái sim, vừa canh bồ mình luôn. Thực chất mà nói thì đêm nào cũng trực đến 3-4 giờ sáng như thế. Lúc đầu yêu nhau thì được, nhưng sau đó có con, có này kia thì ngày nào cũng 3 giờ đêm như thế. Mà chồng đi làm từ sáng đến 5 giờ chiều mới về. Rồi vợ bắt đầu 5 giờ sau là vào ca rồi. Như vậy thì cái chênh lệch cái múi giờ rất là căng thẳng. Em có thể thay đổi công việc cho bà xã tương lai được không? Có thể được khác á. Có thể được. Dạ. Tình cảm của anh đối với em, cái chân thành, cái độ chân thành nó sẽ đạt đến cái mức độ để làm em thay đổi cái công việc này là em đồng ý ạ. Đồng ý liền đó. Chị thấy là chưa gì đã chân thành rồi đó. Chiếc vòng cầu hôn là chị thấy chân thành rồi đó. Dạ. Đúng không? Người ta phải đặt cái niềm tin kinh khủng lắm, người ta mới đem một cái mà nó tượng trưng cho cái sự ràng buộc. Trái tim có rung động gì chưa, hay có một cái cảm nhận gì đó về cô gái này chưa? Hãy nói cho cô ấy biết đi. Dạ, khi mà gặp em Vũ Thường á thì tim muốn rớt ra ngoài. Tim rớt ra ngoài. Có nét gì của Minh Hằng không? Dạ có chị. Có đúng không? Nhẹ nhàng ha.
đứng lên nắm tay tỏ tình đi. Nói gì cho bạn gái yên tâm mà bấm nút. Thì trước cái này á, chưa có mối tình nào. Dạ. Nhưng mà lên đây thì gặp em á, anh cảm giác mình có một cái gì đó, nó có mối liên kết với nhau á. Thì em cho anh một cơ hội để quen em nhiều hơn, biết em nhiều hơn. Chúng ta để tay vào nút bấm đi. Cô gái sẽ trả lời bằng bấm nút hay không bấm nút. Bên tay trái đó Nhân. Đây, nút đây. Bây giờ cả hai chúng ta hướng về phía trước, nhắm mắt lại. Mình kiểm tra một lần nữa. Quan trọng nhất là Vũ Thường. Thật sự, nếu em cảm giác đây là người đàn ông có thể che chở cho mình, nếu thật sự mình có một chút cảm tình thôi cũng được, đừng ngại ngùng bấm nút. Còn nếu không, chúng ta đừng bấm nút vì bất kỳ điều gì cả nha. 1 2 3. Hết thời gian. Đã bấm. Hai đứa nó bấm mà bấm cùng một lúc mới ghê chứ. Trời, chúc mừng ơi. Chúc mừng Nhân nha. Chúc mừng. Rồi, chúc mừng, chúc mừng. Nắm tay nhau nè, nào. Áo xanh cặp nè, vô tình nè, thấy chưa? Tôi rất thích đêm rồi. Tôi rất thích hai nút bấm này. Ừ. Một cô gái Vũ Thường nhẹ nhàng như quấy rất thông minh đấy. Một chàng trai đủ bản lĩnh để che chở cho Thường. Và hãy cố gắng lên Nhân nha. Hãy giữ lấy tình yêu của mình. Có gì thông báo tin vui chúng cho tụi anh nha. Rồi bây giờ Nhân có một lời nào với lại gia đình của Thường đi cưng? Dạ thưa hai bác, là con nhìn bé Thường thì con thương bé Thường rồi. Dạ con xin phép bác là hai bác là con được làm quen với bé Thường. Dạ, sau này là chăm sóc bé Thường. Bác cũng mong hai đứa cho nhau cơ hội để đến với nhau. Dạ. Rồi đó. Cảm ơn bác. Dạ. Thường nói gì với đúng mẹ rồi. Với chú đi. Nói gì với mẹ với chú. Coi như là hôm nay tụi con gặp nhau ở đây cũng có duyên. Nếu được tụi con tìm hiểu và tiến xa hơn nữa thì con chăm sóc anh và chăm sóc bác, xem bác như mẹ của con ạ. Đúng rồi đó. Ngọt ngào. Đẹp lắm. Em phải trao nụ hôn đầu tiên của em cho cô gái này. Vén tóc nhẹ nhàng lên. Nụ hôn đầu tiên của em đó. Bên tay phải, vén tóc nhẹ nhàng lên. Đúng rồi. Nhẹ nhàng. Để nguyên. Bên đây một cái nữa, bên đây một cái nữa. Bên má bên đây. Đó, đúng rồi. Ok, ok. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speed Couple nha. Tờ giấy ly hôn ra nghe từ cái trong cái ngã năm mà đi ra cầu thiệt em rớt nước mắt luôn. Con tim chết lặng vậy đó. Em dạ. Có mấy mối tình rồi? Em cũng giống như bạn trai bên kia. Em cũng từng có gia đình rồi. Em đợi chương trình này rất là lâu, em đăng ký lâu lắm rồi đó. Nghe bác nói thư nào em cũng nhắc hỏi anh Tân bây giờ có vợ ở đâu chưa? Em ơi đọc thư em anh mừng muốn khóc. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Chào anh. Rồi, ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Mình giới thiệu về mình đi, mời bạn trai. Vâng, là nói đầu tiên cho phép em gửi lời chào anh toàn thể, quý ông bà, cô bác, anh chị em và anh Quyền Linh. Và chị Hồng Vân. Chị Hồng Vân. Và lời chào thân thương và trân trọng nhất. Em năm nay là 28 tuổi, hiện tại là em làm việc tự do, em có nghề buôn bán quần áo, em vô sĩ ở chợ. Cái thứ hai nữa là em có nhà cũng có nuôi tôm. Em đợi chương trình này rất là lâu, em đăng ký lâu lắm rồi đó. Vậy hôm nay được chương trình em thấy rất là may mắn. Nói quá trời nói luôn á, mà cuối cùng không biết tên là gì luôn á. Em tên gì? Nguyễn Minh Tân. Bao nhiêu tuổi Tân? 28 tuổi anh. Quê Tân ở đâu? Ở ấp Xẻo Xu, xã Vĩnh Tân, Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Rồi mình buôn bán ở đâu? Em buôn bán bỏ sỉ quần áo anh. Mà ở đâu? Ở tùm lum hết trơn, tại bỏ sỉ ở chợ mà. Tùm lum là sao? Nói chung là em lên Sài Gòn này em lấy đồ về em bỏ sỉ các cái chợ. Chợ ở dưới Sóc Trăng á hả? Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau gì cũng có. Đi hết luôn. Dạ. Em giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Nguyên Linh, chào bạn trai bên cạnh với lại chào quý vị khán giả.
Em tên là Nguyễn Ngọc Giàu, hiện tại là em ở Tiền Giang và làm việc ở Tiền Giang luôn ạ. Dạ, năm nay em 30 tuổi. Vậy là lớn hơn đây 2 tuổi đó em trai. Được không? Dạ, anh thấy tuổi tác trên lệch 1-2 tuổi nó cũng không thành vấn đề gì. Miễn sao về lo cho cuộc sống nửa đời còn lại, không lo cái ăn cái mặc là tốt rồi. Nửa đời chưa không? Có nửa đời, giờ còn lo nửa đời còn lại. Lo xa quá. Dạ. Em có gì nào bán ở chợ Mỹ Tho không? Dạ không anh, em chỉ bỏ sĩ từ Hậu Giang đổ lại thôi. Bây giờ mình bỏ sĩ Mỹ Tho cũng được đúng không? Cô kia ở Mỹ Tho đó. Dạ. Tiền Giang hay em hả? Dạ Tiền Giang đó. Quyền nào? Dạ hiện tại ở nhà em thì ở huyện Tân Phú Đông, còn em đang làm việc ở huyện Châu Thành gần Mỹ em Tho. Ơi, hiện tại em đang làm gì em? À, hiện tại em là nhân viên bên tài chính anh. À vậy đó hả? Hồi nãy em có nghe là anh nói là nhà mình nuôi tôm đúng không anh? À đúng rồi, anh ở Sóc Trăng, xã Vĩnh Tân, ở đó là giáp ranh với Bạc Liêu, giáp ranh ganh với cái thành phố lớn á. Thường thường đi thành phố Bạc Liêu thì thường xuyên hơn thành phố Sóc Trăng, tại lên cái thành phố nó xa quá. Biết hát bài Sóc Trăng không? Dạ ca cổ thì em làm được. Ca cổ sao đâu, lên câu coi. Sáng hôm nay hay tin em đi Sài Gòn làm anh dội chạy xuống Long Xuyên rồi lên Châu Đốc. Nhìn xác pháo gơi đầy trước ngõ mà bóng người thương chẳng biết đâu tìm. Bữa nhớ em anh mới giả đò đi chợ, ghé nhà thăm hai bác cho đỡ buồn. Nghe bác nói thư nào em cũng nhắc, hỏi anh Tân bây giờ có vợ ở đâu chưa? Hỏi anh Tân bây giờ có vợ ở đâu chưa? Em ơi đọc thư em anh mừng muôn khóc, đợi em đợi đến bây giờ mình mới được đoàn viên. Trời hay quá. Hay quá em gái. Dạ hay ạ. Rồi em gái có những ưu điểm khuyết điểm gì giới thiệu đàn trai nghe coi. Dạ ưu điểm của em thì cũng biết hát chút xíu, còn khuyết điểm thì cũng hay quên. Đi làm thì hồi đó giờ em cũng ít có nấu ăn cho nên là nấu ăn cũng không có được ngon. Em hát cải lương được không? Cải lương thì đó giờ em ít có hát lắm, em hát nhạc trữ tình hoặc là nhạc bolero này kia thôi. À vậy á, thì hát đối lại bển đi. À, cũng có lý do cho nên em mới hát bài này. Đáng lý bữa nay là em đi cùng với mẹ lên đây, nhưng mà vì xe trễ xe cho nên là mẹ em lên không có kịp. Cho nên là thôi giờ vừa hát vừa tặng bạn trai, vừa tặng MC, vừa tặng quý vị khán giả, tặng cho mẹ luôn. Rồi em hát đi. Đêm nay nghe tiếng mưa con ngồi đây nhớ mẹ ở quê nhà. Mẹ bây giờ có nhớ con không? Tuổi 13 con phải xa gia đình, coi cô thân một mình nơi xứ lạ người xa. Trời ơi hát hay quá à. Bữa nay làm sao mà trễ xe mẹ? Tại vì mẹ em ở dưới, ở đó là huyện Tân Phú Đông, cho nên là muốn đi qua bên đây thì phải qua một cái đò. Chỉ có một chiếc xe thôi, cho nên là đi là phải đi sớm, phải 4 giờ khuya dậy sớm, cho nên mẹ bị trễ xe. Vậy hả? Dạ. Em cũng tính quay về rước mẹ, nhưng mà lý do là hôm qua nay em đi làm ở Sóc Trăng á, em cũng mới về cho nên là em không kịp. Ủa mày làm gì Sóc Trăng? Tại em đi công tác, em đi gặp khách á anh. Thành ra em là ơi, nào đi Sóc Trăng thì nhớ cho anh biết để anh đón em nghe, làm tiệc đón nghe. Dạ. Dạ em. Ê, bạn trai em phải cho bên đàn gái biết một chút về đường tình duyên của em đi. Lên đây thì em đã cũng nói thiệt, nhiều khi nói thiệt cái người ta thương liền à. Mà đã từng có gia đình trước á, là em không chịu người đó, nhưng mà nghe lời cha của mẹ, nói chung là sự hiếu thảo thì đứng đầu. Em chịu thời khoảng chừng năm mấy thì vợ nó cứ lèn ngàn lèn hoài, nó đi lên đi xuống rồi lên, nó về hoài vậy đó. Sanh xong rồi em bao xe tới rước về, nói chung là lo hết từ A đến Z luôn. Rồi con phải chừng được tuổi mấy gì đó, rồi nó ẩm gì chảnh xong rồi xuống xong rồi cái nó viết đơn ly hôn mà. Xách cái tờ giấy ly hôn ra nghe, từ cái trong cái ngã năm mà đi ra cầu thiệt em rớt nước mắt luôn. Còn cha còn mẹ để con nó bơ vơ á, thiếu thương, thiếu đi cái tình cảm của người cha. Thì em rất là buồn luôn, em thấy như là con tim chết lặng vậy đó. Giờ nói chung là em mong tìm một cái người bạn này chung chí hướng để xây dựng một tình yêu, xây đắp cái tình yêu gia đình hạnh phúc và trên thận dưới hòa, trong ấm mà im. Gia đình vậy là hạnh phúc rồi, đừng có mà
có chồng rồi mà lèn èn không được. Em nói thiệt, em ghét ai mà nói vợ chồng xưng mày với tao lắm. Đâu đó phải anh với em. Với lại bây giờ em sợ cái cảnh sao mà giống như không phải ngày xưa anh. Ngày xưa á, lâm xanh mà thương xưng nương á. À, mẹ chồng học hứng thương quýnh chết tại ngã ba đường mà Hồng Khôn á, em phò chợ anh lâm xanh á. Còn bây giờ không có anh. Sao mình yêu đương gì cái hình tướng mà. Còn ngày xưa người ta yêu đương gì cái nhân phẩm, cái phẩm hạnh của một người con gái. Mọi người con gái thương người con trai cũng vì một cái sự hiền từ Trần Minh mà ngày xưa mà công chúa Bình Nga vậy đó. Lo cho ăn học Đỗ Trạng Nguyên đó. Người si mà Đỗ Trạng Nguyên rồi hoàng thượng mới thấy là giỏi quá, công chúa Bích mới gả công chúa Bích Văn cho vậy đó. Mà Trần Minh không dịch lụa đó ha. Trần Minh cố chú vậy ha. Dạ đúng rồi, rồi. Em có mấy mối tình rồi à? Em cũng giống như bạn trai bên kia à, em cũng từng có gia đình rồi. Ly hôn thì được 2 năm, ly thân 1 năm là 3 năm. À vậy á. Hiện tại thì em đang có 2 bé trai và bé gái. Bé gái thì ở về bên pháp lý thì bên cha, còn em thì nuôi bé trai. Nhưng mà vì lý do là hai nhà gần á, thì em thì đi làm em ở trên đây. Còn con thì em gửi cho mẹ em giữ. Lại từ nhỏ là nó đã đi theo mẹ em không à. Cho nên là hai bên gia đình không có cấm cản là bắt ai hết. Em lý do gì mà em chia tay với chồng mình vậy? Chung là hồi đó hai vợ chồng em thôi thì cũng đơn giản lắm. Sống lúc đầu mới cưới về thì sống riêng, tự lập riêng. Xong rồi thời gian rồi cái em về nhà sống chung rồi mâu thuẫn từ trong gia đình đó. Nói chung là hai bên cũng đều đã lỡ chuyến đò nha. Em mong muốn một người phụ nữ thế nào? Em mong muốn là một cái người phụ nữ phải đoan chính, phải dịu dàng, hiền từ, lời ăn tiếng nói nụ cười, phải giữ gìn ý tứ, nói năng mà sổ sàng, bữa củi pha ngang. Cha mẹ nói thì cha mẹ hay lớn tuổi, ví dụ con cái cái gì không biết thì cha mẹ cứ gầy la. Chứ đừng có mà hả, ông bà nói là bữa lại được, em không chịu nữa thiệt. Vậy cho bây giờ là... em mong muốn là cái người đàn ông của em là sau này sẽ như thế nào? Em cũng chỉ là mong một người có thể lo cho gia đình được. Không có quá nhu nhược quá à, có thể quyết đoán được trong mọi chuyện. Cái vấn đề đó anh giải quyết được em ơi. Dạ. Không, nói nhiều chút được không? Dạ nói không, em cũng thích nói nhiều lắm. Thích nói nhiều đúng không? Dạ đúng, đúng rồi, luôn rồi đó. Em cần, đó là em cần nói nhiều hơn em nữa. Nên nói đúng nha, đừng có nói bậy. Nói nhiều thì nói đúng, nhưng mà đừng có nói nhiều mà nói chuyện nói chật. Đúng rồi, nói nhiều mà nói bậy là em không thích. Nói sách thánh hiền là được đúng không? Đúng rồi chị, em thích đọc sách thánh hiền lắm á chị. Thường ngày em nghe sách của huynh trưởng Bế Thiện á. Nghe ngày nào đó về hợp với mẹ em lắm á. Về hợp với mẹ hả? Ủa rồi bây giờ sao, lại về là có em có sợ làm dâu không, có ngại làm dâu không? Không, đó giờ em cũng không có sợ. Nhưng mà miễn là thí dụ như nếu mà nói về làm dâu thì miễn mẹ chồng thông cảm cho con dâu, thí dụ như có sai thì cứ em tính em thì thích là sai thì cứ việc nói liền. Có vấn đề đó em yên tâm em ơi. Em không nói thích chung mà là nói sau lưng hay là đừng có nói sau lưng nghe, không có vừa lòng là nói ngay mặt cứ nghe. Nói ngay mặt em là được rồi. Đúng rồi, người ta đang ngồi quay lưng này đây á, đừng nói sau lưng. Cặp này có thể nói chuyện nhau được rồi đó. Hôm nay em đi với ai? Bữa nay em đi với một chị đồng nghiệp làm chung. Chị đồng nghiệp đúng không? Dạ. Em là Huệ Ngọc, em xin chào chương trình. Chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Và chào khán giả và chào bạn em trai. Em là đồng nghiệp của Giàu. Chị thấy em trai này cũng được thì em hai đứa tìm hiểu. Vậy là ổn rồi. Em đi với ai em trai? Hôm nay là em đi với em ruột của em. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và chào chị. Chào quý vị khán giả. Dạ em thấy chị gái này dễ thương, xinh xắn, hiền đó. Anh em thì ngoan, hiền, chịu khó. Em mong là anh chị cho nhau cơ hội tìm hiểu ạ. Rồi, rồi, mở rào. Bắt đầu nha, nhiệm vụ của em đó. Có thể lên cầu vòng cổ rồi lấy cảm tình cô gái không? Bước tới lên cầu vòng cổ luôn được không? Cầm quà tới đưa luôn. Rồi, đứng lên tặng quà kìa. Bắt đầu. Anh em tặng em đặc sản Sóc Trăng với một hộp kẹo của Bến Tre. Anh mong rằng qua chương trình này hai đứa ta có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn. Và mong rằng tình cảm của chúng ta được càng ngày càng được yêu thương, đông đầy, vuông tròn và ngọt ngào như hộp kẹo anh đã tặng cho em. Dạ em cảm ơn. Em cũng có món quà tặng cho anh. Cái này thì không có giá trị nhiều, nhưng mà đó là một cái móc khóa xe. Ví dụ như sau này mà mình có duyên á, thì thí dụ như ở nhà thì có em, nhưng mà ra đường thì anh nhớ chắc lên xe em cũng theo anh. Anh cho em hỏi là mình ở dưới mình nuôi tôm đúng không anh? Nhà anh nuôi tôm đúng rồi em. Nhà em cũng có nuôi.
Ủa nãy em nói đâu mà anh nghe không rõ? Huyện Tân Phú Đông. Ờ, huyện Tân Phú Đông. Ở dưới là nuôi tôm nhiều lắm, như dưới chỉ nuôi tôm thôi, nước mặn nuôi tôm thôi. Nói chung là hôm nào có đi Sóc Trăng thì điện anh để anh tiếp đón em ha. Dạ. Lần đầu tiên gặp cô ấy em thấy cô ấy sao? Nói chung là anh, nói chung là em thấy em này rất dễ thương, nói chung là tánh tình, nói chung là nói chuyện ngoan đạo đó, nói chung là nói chuyện anh thấy em cũng nói chung là thích đó anh ơi. Thấy thì được nhưng mà có cái là em cũng hơi hơi ngại cái vụ tuổi tác á, em sợ là đâu có vấn đề đâu em, tuổi tác bây giờ trên là 53 tuổi không có thành vấn đề gì, miễn sao sống nó tốt hạnh phúc rồi rồi đâu. Ông bà mình nói nhất gái hơn hai gì trai hơn một mà. Dạ đúng rồi đó, là nhất luôn á. Nói chung là thông qua chương trình này anh từ ở Bạc Liêu mà lặn lội đường xá xa xôi, ngăn sông cách lộ, vượt thời gian đến đây, là nói thiệt đem theo cả một cái trái tim chân tình và thành ý nhất đến đây để mà tìm một nửa yêu thương, chứ không phải đến đây để vui chơi, đến đây mà để làm cái chuyện vui là không có. Em ở đây là cả một cái chân tình, cả một cái trái tim đầy yêu thương, đến đây là quyết định để bấm nút đó. Quyết liệt rồi đó. Nhưng mà em quan điểm cho hôn nhân gia đình thế nào, nói cho cô gái nghe đi. Em mà về, nói chung là nếu mà về dưới quê anh sống, nói chung là việc làm thì nói chung anh có thể kiếm cho em, nói chung là cơm nước trong ngoài lo nội trợ là tốt rồi, còn có việc làm thì càng tốt hơn, còn không có thì anh có thể lo cho em được. Nói chung là cha mẹ hai bên thì phải hiếu thuận hai bên, em hiếu thuận với cha mẹ anh thì anh phải hết lòng tôn kính cha mẹ của em và kính chị nhường em, nói chung yêu thương hết. Anh em hỏi là nhà mình có đông anh em không anh? Nhà của anh thì 5 anh em, 4 gái 1 trai. Đứa em út của anh ở đây nó làm Sài Gòn, anh hiện tại đang làm dưới quê. Em thì nhà chỉ có 2 anh em thôi, anh trai với em thôi. Mà con anh sống với anh hay sống với... Con anh hiện tại là nó sống với anh mẹ nó. Nói chung là tháng nào anh cũng có ré cho tiền. Nói chung là tình cảm cha con. Em với anh có duyên á. Thì anh có ngại về vấn đề con em không? Tại vì con em hiện tại là em cũng đang nuôi một bé. Không đâu, anh không có ngại gì cái quan điểm đó, mà quan điểm là hai đứa mình có thể yêu thương nhau và sống tốt, lo cho mấy đứa nhỏ là ăn học đến nơi đến chốn, đặng có công danh với đời á, là anh có điều đó anh tiến tới. Em sợ là lúc nãy em cũng có chia sẻ là em cần một người đàn ông mà không quá nhu nhược, có thể quyết đoán, lại như em sợ ảnh hưởng người khác. Ví dụ như anh thì anh không chấp nhất mấy chuyện đó, nhưng mà chẳng hạn như ảnh hưởng từ người thân, người nhà và tiếng nói xung quanh. Em ơi, anh thì nói một thì một, hai là hai à, chứ không có vụ mà nói một hai ba, không có. Tại vì lúc trước em đã từng gặp một người như vậy đó, lúc đầu cũng vậy, sau này cái ảnh hưởng người thân rồi cho nên là mới gãy đổ tới bây giờ. Nói thật sự mà hai đứa là cho nhau cơ hội thì anh quen em thì anh cũng cho cha, thiệt tình là anh cho cha mẹ lên đàng hoàng, chứ không phải là quen nhau và bữa cửa giữa đường anh không có. Hỏi vậy bữa cửa bữa đường em không chịu. Nếu mà người thiệt là anh phải cho cha mẹ anh lên để tiến đến cái sự xa hơn, hai đứa về chung một nhà. Ở Sóc Trăng là anh nói nãy, anh nói ở huyện gì anh, em quên anh rồi. Anh ở huyện Vĩnh Châu. Vĩnh Châu. Vĩnh Châu là đi xuống, anh đỡ đoạn giữa là giáp ranh với Bạc Liêu. Từ Cù Lao Dung xuống đó xa không anh? Từ Cù Lao Dung xuống đó khoảng 50 cây số. Xa dữ vậy hả? Trời, đâu có xa, đường bây giờ nó lắng lẫy luôn chứ đâu có xa đâu em. Chạy chút xíu à, còn nếu mà em có ngại thì anh lên rước. Hỏi như vậy. Rồi bây giờ em bước tới, em nắm tay để truyền cảm xúc với nhau, tận đáy lòng của mình, rồi có thể hát một câu nào đó tặng bạn gái, nhìn thẳng vô mắt luôn, nắm hai tay, nhìn thẳng vô nhau. Em xấu yêu ơi, anh đang quay về 10 năm xa vắng, anh sẽ đưa em đi tìm một giấc mơ đời. Hay vậy? 10 năm lạc lối phải không em, 10 năm nhọc nhằn chiếu trong tim. Ta lỡ thương nhau, ta lỡ thương nhau thì cưới nhau liền. Trời ơi. Nhìn nhau rồi em gái hát đi. Cái này em bị gài nữa. Hát cái gì đi. Đó. Dạ, nó nghe nè, hai cái giọng của tụi em á giống nhau á, hát bài chung đi. Ừ. Nhớ nát lắm nút nha. Nắm đồng kỹ lắm. Ừ, hát bài chung đi cưng. Dạ, giờ muốn hát bài chung á. Anh Hoa, giờ em muốn song ca luôn nè. Anh biết hát bài gì không? Biết hát bản bài hai đứa mình yêu nhau mà. Rồi vậy anh hát, hình như là em hát em trước. Em hát trước đúng rồi. Một câu thôi nha. Câu rồi. Sáng mai đây anh ra biển mái trường, và biệt con đường dạng lá me bay.
Ngày hai ta vừa đi qua lối đó, anh thấy em nói cười, anh để ý anh thương. Trời ơi, hòa hợp quá trời đất luôn. Trời đất quá trời hợp luôn. Mong rằng qua chương trình này là hai đứa mình có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn. Chứ anh thấy em thì anh cũng ưng rồi đó. Qua lời ăn tiếng nói nụ cười, qua tươi đẹp cũng bởi màu hồng, người tươi đẹp cũng bởi tấm lòng thủy chung. Qua đẹp thì phải có mùi xuân, gái đẹp thì nhờ cái nách na dịu dàng. Cho chàng quá tay ạ. À. Quá dữ luôn. Em qua ghế này ngồi luôn đi. Em quyết định lên lên đây là anh biết cái đường xa mấy trăm cây số mà lên em phải bấm nút em mới lên chứ. Ừ, thì đặt để... bấm thì là đặt vô liền. Dạ. Bấm là đặt vô liền. Cái, để tay tay trái kìa. Rồi nè, 1, 2, 3, có bấm không nè? Nữ. Rồi bấm luôn rồi đó. Nhớ nát bấm nút nha. Nhưng bấm đồng kỵ lắm. Chúng ta một, sẽ quyết định hai, bằng 3 tiếng đếm. Trời ơi. Rồi. Bấm mà nhọc nhằn quá. Chính thức các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau, nắm tay nhau đi. Dạ. Xin phép má cho con hôn nụ hôn đầu tiên. Dạ, với em. Xin phép được hôn cái. Hôn cái nghe. Nhớ bạn gái tên gì không? Không nhớ. Bạn tên gì không nhớ? Trời đất ơi, nói đã xong rồi xin hung rồi luôn. Thôi để chừng nào anh nhớ đi, rồi tự anh ráng về anh nhớ giận đi. Giận rồi đó, giận lẫy rồi đó. Giận luôn. Giận luôn. Nhưng mà em có nhớ tên bạn trai không? Em nhớ như là tên Tân anh. Tại vì em có thật xấu là em hay quên. Chứ không có gì hết trơn á, ngoài ra cái đó cái gì cũng tốt hết. Thì em nghĩ em là ngoan đạo ghê luôn á. Thiệt à. Bây giờ em nói đi sao chỗ cho cái tên lại đó. À, nói chung là ai chửi ta thì ta giả điếc. À, chờ người hết giận ta khuyên, chữ nhẫn hòa ta để đầu tiên. Thì không có lấy gao gao giận hờn, thù quán. Nói đi, nói cái ôm cái coi. Bắt đầu nè. Dạ, anh cảm ơn em nhiều nha. Dạ, lớn không có sao. Tên gì? Ngọc Dao. Xin chào mọi người, mình tên là Trần Vương Anh. Hãy tìm mình ở trên TikTok nhé.